Hello bà con cô chú anh chị đã đến với kênh Trường Thanh TV. Hôm nay Trường Thanh tới theo lời yêu cầu của quý vị khán giả thì Trường Thanh tới quay hot girl bán xôi ở quận Tân Phú nha mọi người. Sáng ngày bán rất là đông. À, em bảo này mấy anh YouTube á, là mấy anh quay em vẫn để cho quay, nhưng mà mấy anh đứng lẻ cái mặt tiền, hai mặt tiền để cho em nhá, để cho khách hàng họ thấy là mình bán những cái gì, cho mọi người đứng quay hết ở đằng trước á, khách hàng không ai biết là mình bán cái gì luôn, mà người ta thấy người ta đi thẳng luôn, người ta không dám đứng lại á. Cái quầy của em vào như vậy thì bán cái gì? Đây không hẳn nhá. Đây em vừa ăn cả cà phê và cái này bán xôi luôn. Em ơi, mình gọi cho người nhận đi. Gọi cho người nhận xác nhận đi, là bên đó trả tiền. Nhất đó. Đây là xong luôn, bên này cũng bán thêm cà phê. Bán thêm cà phê Đắk Lắk. Anh ơi, dạ một gói nó đủ rồi, ngăn đợi xíu ạ. Đây là đang xong rồi, xong rồi. Khách hàng xếp hàng mua xôi rất là đông nha cả nhà. Cái bên là em trai của hot girl cũng bán cà phê luôn, cà phê muối, cà phê Đắk Lắk, cà phê đen. Hiện tại Trần Thanh đang kêu ba ly cà phê muối. Bác xéo đều không? Vâng, gọi cho anh. Anh lấy xong gì ạ? Trong thời gian đợi mọi người uống cà phê rồi đợi em xíu nha. Mấy bữa rồi, bữa nay về mua cho má Mi ăn. Đang mười mấy gói, bốn gói, hai trắng hai vàng. Hai trắng hai vàng. Ba ly nữa. Hai trắng là xôi bắp, người vàng là xôi xéo. Ba ly mình có vài cái nhanh anh nè. Hai loại. Hai vàng, cái này xéo luôn, người lắm nha. Không vậy luôn à? Dạ. Của anh. Tại. Cà phê là sao? Thế là sao? Chúng ta ăn đi chung. Cà phê chết đi. Đi cua. Đây có anh. Mày có sao không? Thank you.
Hôm nay nghỉ lễ người ta khách hàng tới mua rất là nhiều, giờ này là sôi sắp hết luôn. Từ ngày là bán tới 10 giờ nhưng mà giờ này là mới tầm gần 9 giờ và đã hết rồi. Em bán xôi giá rất là rẻ nha cả nhà, chỉ có 15k. Và gói xôi xôi nào cũng có kèm theo một miếng chả lụa ha. Đó, như gói như thế này là 15k. Giờ tới đây thôi, xin chào quý vị khán giả, cô bà con cô chú anh chị đón xem video của hôm sau. Trường Thành sẽ có chuyến đi ngang đây sẽ chia sẻ cho mọi người trực tiếp nha. Bye bye, xin chào tất cả mọi người.